rau này là mỗi người một phần. Cái combo này là sẽ có hai phần rau, hai phần dành cho bốn người, hai phần rau dành cho bốn người. Ăn kiểu người Hàn Quốc, cuốn ra xong bỏ vô miệng. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.